Ngày 1 tháng 4 năm 2024, Israel được cho là đã tấn công tòa lãnh sự quán Iran nằm trong tổ hợp đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Vụ tấn công đã giết chết 13 người, trong đó có 2 nhà ngoại giao, 5 sĩ quan và 2 tướng của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Reza Zahedi và Mohammad Hadi Haji Rahimi. Tướng Zahedi là sĩ quan cấp cao nhất của lực lượng vệ binh Hồi giáo Cộng hòa Iran, bị thiệt mạng kể từ vụ ám sát tướng Qasem Soleimani vào tháng 1 năm 2020. Nơi ở của đại sứ Iran Hosni Abari nằm ở 2 tầng trên cùng của tòa nhà. Rất may khi xảy ra vụ tấn công, ông và gia đình đang ở đại sứ quán thuộc ngôi nhà liền kề nên thoát chết. Bộ Quốc phòng Syria cho biết tòa lãnh sự quán Iran đã bị 6 tên lửa phóng từ máy bay F-35 của Israel bắn trúng và bị phá hủy hoàn toàn. Từ trước tới nay, Israel đã tấn công vào nhiều mục tiêu của Iran, nhưng đây là lần đầu tiên họ được cho là nhắm vào một cơ quan ngoại giao của Tehran. Truyền thông phương Tây đưa tin, đến nay, Israel vẫn chưa chính thức công nhận chính quân đội của họ đã thực hiện vụ tấn công. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Moscow, Shimon Haperin tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng tòa nhà bị phá hủy do cuộc tấn công của Israel không phải là lãnh sự quán Iran mà là một tòa nhà bên cạnh. Các nhà chức trách Israel không chính thức xác nhận hay phủ nhận sự liên quan của họ trong vụ tấn công, nhưng một số quan chức Israel đề nghị giấu tên, nói với The New York Times rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng phòng vệ Israel. Các hãng thông tấn lớn có uy tín trên thế giới như BBC, AP, AFP, TASS đều đưa tin Israel tấn công lãnh sự quán ở Syria. Trước khi đưa tin, phóng viên của họ phải đến hiện trường kiểm chứng rất kỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn cấp và hầu hết các nước trên thế giới, kể cả các nước Liên minh châu Âu đều đã lên án Israel về vụ tấn công này. Hành động này không chỉ làm tăng thêm tình trạng đối đầu giữa Israel và Iran, mà còn mở rộng phạm vi cuộc chiến ra toàn bộ khu vực Trung Đông, vốn đang hết sức nguy hiểm từ 6 tháng nay do cuộc xung đột Israel-Hamas. Vụ tấn công lãnh sự quán Iran ở Syria và một số tướng lĩnh của lực lượng vệ binh Cộng hòa Hồi giáo Iran thiệt mạng không những không giải quyết được vấn đề gì, mà ngược lại sẽ chỉ làm cho các tổ chức thân Iran như Hezbollah, Hamas, Jihad Islami, Houthi và nhiều nhóm vũ trang khác ở Syria, Iraq, Liban tìm cách trả thù Israel. Năm 2020, Mỹ và Israel đã giết tư lệnh vệ binh cách mạng Hồi giáo tướng Qasem Soleimani. Sau đó nhiều tướng lĩnh chuyên gia hàng đầu của Iran bị sát hại, nhưng không những không dập tắt được các hoạt động chống Israel mà còn làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn, không có lợi cho chính bản thân Israel. Lãnh tụ tối cao Iran, giáo chủ Ali Khamenei và Tổng thống Ibrahim Raisi tuyên bố hành động của Israel phải bị trừng trị. Iran đã ra lệnh báo động tất cả các lực lượng vũ trang và sẵn sàng cho kịch bản đối đầu trực diện với Israel. Ngày 6 tháng 4, Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri khẳng định đòn đáp trả của Iran sẽ gây thiệt hại tối đa và khiến Israel phải hối hận. Iran sẽ cân nhắc thời gian phù hợp cho đòn giáng trả cùng một kế hoạch thực hiện chu toàn. Cơ quan tình báo Mỹ CIA và Israel Mossad cũng coi việc đáp trả của Iran là không tránh khỏi và cả hai nước đang tích cực chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công có thể xảy ra. Ngày 4 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thảo luận khả năng Iran tấn công trực tiếp vào Israel và cho đây là một trong những tình huống xấu nhất mà Tel Aviv và Washington phải chuẩn bị ứng phó. Về phần mình, Mỹ cũng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn của Iran và lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Theo hãng thông tấn Tasnim, Iran, vào ngày 7 tháng 4, Yahya Rahim Safavi, cố vấn cấp cao của lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đưa ra lời cảnh báo rằng các đại sứ quán của Israel đều không còn an toàn nữa. Hãng thông tấn này cũng công bố một hình ảnh cho thấy 9 loại tên lửa của Iran có khả năng tấn công Israel. Trong khi đó, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã có cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động với đội ngũ lãnh đạo quân đội cấp cao, bao gồm Giám đốc Tổng cục Tác chiến Lực lượng Phòng vệ, Thiếu tướng Oded Bashuk và Giám đốc Tổng cục Tình báo Quân sự, Thiếu tướng Aharon Haliva. Văn phòng Bộ trưởng Gallant cho biết, sau khi hoàn thành đánh giá, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Israel đã hoàn tất việc chuẩn bị ứng phó trong trường hợp có bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra đối với Iran. Tổng tham mưu trưởng IDF Hezi Halevi thì khẳng định Israel biết cách đối phó với Iran cả tấn công và phòng thủ. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông nói, chúng tôi biết cách hành động mạnh mẽ đối phó Iran ở cả những địa điểm gần hay xa. Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ và các đối tác chiến lược trong khu vực. Trước đó, CBS News dẫn lời một quan chức Mỹ dự đoán cuộc tấn công trả đũa của Iran đáp trả vụ Israel tấn công tên lửa vào lãnh sự quán Iran tại Syria có thể xảy ra vào trước thời điểm kết thúc tháng Ramadan. Theo tờ Time of Israel,
IDF có thể đang chuẩn bị một số kịch bản, bao gồm cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ các lực lượng ủy nhiệm ở Liban, Syria, Iraq và Yemen. Kịch bản này đang diễn ra trong xung đột trên dải Gaza. Hoặc sẽ xuất hiện kịch bản các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trực tiếp từ Iran, một tình huống mà Israel chưa phải đối mặt. Khả năng này không loại trừ, nhưng rất khó xảy ra. Iran tuyên bố hết sức cứng rắn, nhưng chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lớn trực diện với Israel. Tuy nhiên, giới chức Israel tin rằng hệ thống phòng không của họ có thể ngăn chặn được mối đe dọa này nếu xảy ra. Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Halevi, cảnh báo quân đội sẵn sàng hoạt động theo mọi hướng trước các cuộc tấn công từ Iran. Đây là kịch bản hết sức nguy hiểm, sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh tổng lực ở Trung Đông, lôi kéo nhiều bên tham gia không ai muốn. Iran hoàn toàn có khả năng tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo. Khả năng này không loại trừ, nhưng rất khó xảy ra. Iran tuyên bố hết sức cứng rắn, nhưng chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lớn trực diện với Israel. Trong khi đó, kênh Al Jazeera nhận định, Tehran có rất nhiều lựa chọn trả đũa, nhưng không có lựa chọn nào hoàn hảo. Iran có nhiều đồng minh và ủy nhiệm hùng mạnh ở Trung Đông, nhưng dường như không lực lượng nào có đủ khả năng để thực hiện hành động trả đũa của Tehran. Lực lượng Houthi đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa về phía lãnh thổ Israel, nhưng đều bị chặn lại từ xa. Điều đó cũng không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc chiến ở Gaza. Nói cách khác, mặc dù Iran có thể tạo điều kiện và khuyến khích các cuộc tấn công rầm rộ của Houthi, nhưng có lẽ hành động của lực lượng này chỉ mang tính răn đe. Trả đũa quy mô thông qua Liban là một lựa chọn khác. Iran đã dành nhiều thập kỷ để tăng cường kho vũ khí tên lửa cho nhóm vũ trang Hezbollah. Hezbollah là một lực lượng vũ trang phi nhà nước quyền lực nhất thế giới, mạnh hơn cả quân đội chính quy Liban. Sức mạnh chiến đấu của Hezbollah đã tăng lên đáng kể từ chiến tranh Liban năm 2006. Theo các nguồn tin quân sự, Hezbollah hiện có khoảng 120.000 đến 130.000 tên lửa các loại. Tehran đã cung cấp cho Hezbollah các loại vũ khí mới, hiện đại. Tuy nhiên, các cuộc tấn công lớn từ Liban có nghĩa là phải sớm sử dụng một trong những quân bài tốt nhất của Hezbollah, nhưng điều này cũng có nguy cơ làm mất ổn định tình hình vốn đã nguy hiểm và mong manh ở biên giới Israel-Liban. Đó chính xác là điều mà Iran và Hezbollah đã cố gắng tránh. Đây cũng là một kịch bản rất nguy hiểm, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Hiện Hezbollah và các tổ chức kháng chiến thân Iran ở Iraq, Syria vẫn thường xuyên bắn tên lửa vào Israel. Dù Israel có huy động toàn bộ lực lượng phòng không để đánh chặn những tên lửa này, cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở quân sự của Israel sẽ gây tổn thất lớn cho Tel Aviv. Iran có thể cố gắng tấn công các cơ sở ngoại giao của Israel để trả đũa. Vì vậy, để phòng ngừa, Israel được cho là đã đóng cửa 28 đại sứ quán trên toàn thế giới. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc tấn công nào của Tehran và cơ sở ngoại giao của Israel đều khó có thể giết chết một nhân vật an ninh khét tiếng như tướng Reza Jahedi, nên khó có thể so sánh với cuộc tấn công của Israel tối ngày 1 tháng 4. Nhưng dù sao thì một cuộc tấn công nhỏ vào đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Israel cũng có thể giúp các nhà lãnh đạo Iran lập luận rằng giờ đây họ đã cân bằng tỷ số. Tuy vậy, đòn trả đũa sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của Iran với quốc gia chủ nhà có liên quan và tùy thuộc vào quốc gia đó. Tehran có thể phải chấp nhận những rủi ro chính trị khác nhau. Hiện Iran không tuyên bố trả đũa bằng việc đánh vào các mục tiêu của Israel ở nước ngoài, trong đó có các cơ quan ngoại giao. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những nguy cơ lớn đối với Israel. Không loại trừ các cơ quan ngoại giao, các nhà ngoại giao Israel ở nước ngoài bị các phần tử quá khích tấn công. Đến nay, chưa ai biết Iran sẽ trả đũa như thế nào và vào lúc nào. Iran đang xem xét rất kỹ các biện pháp và thời điểm trả đũa Israel. Một quan chức Mỹ giấu tên nói trên tờ Bloomberg vào ngày 10 tháng 4 rằng Iran được cho là có thể giáng đòn không kích đáp trả Israel trong vòng 24 tới 48 giờ tới. Theo nguồn tin, Mỹ đang hỗ trợ Israel trong việc xây dựng kế hoạch ứng phó và chia sẻ đánh giá tình báo. Israel được cho là đang chờ đợi Iran đáp trả để đối phó, sau đó mới khởi động chiến dịch tấn công Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở dải Gaza. Quan chức Mỹ giấu tên nói Washington để ngỏ khả năng phối hợp với Israel nhằm đáp trả Iran. Ngày 10 tháng 4, Ngoại trưởng Israel nói nước này sẵn sàng đáp trả thích đáng nếu Iran trực tiếp tấn công. Trước đó, các nguồn tin phương Tây cho biết Israel có kế hoạch tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran. Cũng trong ngày 10 tháng 4, giáo chủ Iran Ali Khamenei tuyên bố Israel phải bị trừng phạt vì những gì đã gây ra. Có thông tin nói rằng Iran đã phong tỏa không phận tỉnh Khuzestan giáp với Iraq nhưng chưa rõ mục đích của hành động này.